Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều công trình trái phép đang băm nát cảnh quan tự nhiên của thành phố du lịch biển Nha Trang. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm liền phải sống chung với con đường đau khổ. Phản ánh của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Trên tuyến đường tỉnh lộ 664 từ thị trấn Ia Kha đi xã biên giới Ia O, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai, nhiều đoạn người dân vô ý thức mang rác thải ra vứt dọc hai bên đường gây mất mỹ quan. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 và số cuối 776. Nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường sống đến với mọi người, các bạn trẻ thành phố Quy Nhơn đã biến nhiều mảng tường xám cũ kỹ thành các bức bích họa sinh động đầy màu sắc. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Vân có số điện thoại 0914 3 số cuối 982. Ghé thăm cơ sở sản xuất hoa lụa tạo công ăn việc làm cho người già và trẻ nhỏ ở Nam Định qua chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 956. Thưa quý vị, sau khi công trình 7 tầng không phép trên đỉnh Mã Pì Lèng phá vỡ cảnh quan kỳ vĩ ở Hà Giang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, thì riêng tại Khánh Hòa vẫn còn có nhiều công trình tương tự như vết sẹo Mã Pì Lèng gây bức xúc cho người dân. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên phải kể đến công trình dự án Nha Trang Sao nằm ngay trên thắng cảnh Hòn Trồng và Hòn Đỏ. Sau khi lấn biển, xây dựng trái phép, đã bị tỉnh Khánh Hòa rút giấy phép và bỏ hoang từ gần 7 năm nay, để lại hiện trường ngổn ngang, đất đá nham nhở, phá nát cảnh quan hai điểm du lịch nổi tiếng. Tương tự, thắng cảnh đảo Hòn Rùa nằm trong vịnh Nha Trang, khi được cấp phép xây dựng khu du lịch thì đơn vị chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng về phá rừng, lấn biển, bị tỉnh rút giấy phép, đình chỉ thi công. Đơn vị rút đi cũng khiến đảo Hòn Rùa tan hoang từ gần 2 năm nay. Tiếp theo là công trình xây dựng khu du lịch trên đầm Nha Phu nằm sát quốc lộ 1A thuộc xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Công trình này sau khi đổ đất đá lấn biển với khối lượng rất lớn, nhưng không hiểu vì sao chủ đầu tư lại rút đi, để lại dải đất đá khổng lồ, ngổn ngang như một dải đê kè, chắn ngang vùng biển, phá cảnh quan của đầm gần 10 năm nay. Cạnh đó, một bãi biển hoang sơ rất đẹp thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa cũng đã bị một công trình du lịch đến khai thác, tự tiện đổ xuống đó hàng ngàn khối đất đá để làm một con đê đâm thẳng từ bờ ra biển. Con đê như một vết sẹo xấu xí, phá nát cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp nơi đây. Sau khi bị tỉnh kiểm tra xử lý, đến nay vẫn chưa khắc phục. Gần 7 năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường liên xã thuộc thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo phản ánh của khán giả Trường An có số điện thoại 0989 3 số cuối 678 thì đời sống người dân địa phương vì thế mà cũng bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường trục chính liên xã nối giữa hai xã Kỳ Ninh và Kỳ Hà ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua thôn Tân Thắng, có chiều dài khoảng 350m với 44 hộ dân sinh sống hai bên. Tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà, khiến người dân phải chen sang bên lề đường để đi. Mặc dù có nhiều lần cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại hư hỏng. Vào mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì có những đoạn ngập như ao, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân sống xung quanh cho biết, hàng ngày có hàng trăm chuyến xe lớn nhỏ lưu thông vào khu vực. Nhiều phương tiện có trọng tải lớn di chuyển, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Được biết, tuyến đường trục chính liên xã, nối giữa xã Kỳ Ninh và Kỳ Hà, dài 1.000 mét, nằm trong quy hoạch dự án đường trục ngang, đi trung tâm khu du lịch Kỳ Ninh từ năm 2012. Năm 2013, dự án đã tiến hành phê duyệt bồi thường, có 95 trên 103 hộ nhận tiền bồi thường và tuyến đường đã được triển khai thi công. Tuy nhiên, còn 8 hộ ở thôn Tân Thắng thuộc diện di rời, nhưng thời điểm áp giá lại chưa có quy hoạch tái định cư.
nên đoạn đường 350m còn lại chưa thể thi công mở rộng. Với những vướng mắc đó, hai năm nay, mặc dù khu tái định cư đã hình thành nhưng vẫn chưa có chủ trương đấu giá đất cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm. Và dự án khu tái định cư chậm hoàn thiện thì việc nâng cấp đường cho bà con thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng chưa thể thực hiện được. Nhiều nơi rác được chất thành từng đống ven đường, rác phát sinh chủ yếu do người dân sống quanh khu vực. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã Iagrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Khán giả Phan Mạnh có số điện thoại 0974 3 số cuối 776 chia sẻ là tình trạng trên không những gây ô nhiễm môi trường mà còn dễ phát sinh dịch bệnh. Đi dọc con đường tỉnh lộ 664, nhất là đoạn từ nông trường Iaplan đến khu vực thị tứ Iagrai, có thể đếm được hàng chục bãi rác tự phát với đủ các loại rác thải sinh hoạt như bao bì ni lông, thức ăn thừa, xác chết động vật, mảnh sành, vỏ chai đựng thuốc trừ sâu. Vào mùa nắng, đi qua mỗi điểm chứa rác trên con đường này, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Còn vào mùa mưa, nước mưa cuốn nhiều loại rác thải lan ra khu vực xung quanh, vào lại vườn của chính người dân nơi đây. Ngoài ra, nhiều loại côn trùng như ruồi, muỗi, nhiều loại sâu bọ lấy những đống rác này làm nơi trú ngụ, sinh sôi nảy nở, gây nguy cơ dịch bệnh. Theo khán giả Phan Mạnh Phàn, nguyên nhân của những đống rác tự phát này một phần do một số người dân thiếu ý thức giữ gìn môi trường, chưa có thói quen gom rác lại một chỗ để tiêu hủy. Thiết nghĩ chính quyền xã Iagrai, xã Iato, huyện Iagrai cần tuyên truyền cho người dân đổ rác đúng nơi quy định. Đồng thời, xã cần quy hoạch bãi xử lý rác thải để tiêu hủy rác định kỳ khi mà việc ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chính quyền xã cần tuyên truyền làm sao để tuyến đường tỉnh lộ 664 đi qua huyện Iagrai, người dân không còn vô tư mang rác thải ra vứt bừa bãi dọc ven đường, làm ảnh hưởng đến bộ mặt nông thôn và gây ô nhiễm môi trường. Và sáng ngày 12 tháng 10, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu cùng với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu tổ chức thẩm định trạm quan trắc nước thải tự động online và cắm biển công bố, công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng đối với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu tại khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu. Khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0362, 3 số cuối là 760 cho rằng việc cấm biển xả thải nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu chuyên về sản xuất bia với công suất hơn 50 triệu lít một năm. Hiện tại, công ty đã đầu tư dây chuyền đóng chai mới để nâng công suất lên hơn 70 triệu lít một năm. Mỗi ngày công ty vận hành xả thải 1.400 mét khối một ngày đêm. Hệ thống lắp đặt xử lý nước thải được đầu tư gần 30 tỷ đồng. Hệ thống xả thải được qua nhiều giai đoạn xả thải từ bể chứa, bể lắng đến xả thải ra môi trường, đảm bảo nguồn nước thải ra đúng theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Được biết, công ty này là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động online vào năm 2014. Đến tháng 4 năm 2019 thì hoàn thiện truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ doanh nghiệp lắp bảng công khai xả thải, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt đường ống xả thải từ ngầm sang công khai và các thủ tục liên quan, đồng thời thẩm định trạm quan trắc nước thải tự động online tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu, hoàn thiện vận hành đúng quy định. Thông qua việc cấm biển công khai xả thải, ngoài việc giúp các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, sống và cộng đồng dân cư, còn góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp với các đối tác đầu tư, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển, sản xuất, kinh doanh và không ngừng mở rộng thị trường.
Ngoài công ty cổ phần bia Sài Gòn, Bạc Liêu, trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cắm biển xả thải công khai tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thủy hải sản Thiên Phú và công ty Nijiko chuyên về chế biến xuất khẩu thủy hải sản đóng trên địa bàn thị xã. Những bức tường vốn cũ kỹ, rêu phong và hay bị dán dao vặt nham nhở bỗng chốc được thay ra đổi thịt, mang lại cảm giác hoàn toàn mới và bất ngờ. Đến nay, các bạn trẻ tại tỉnh Quy Nhơn đã thực hiện được 8 bức bích họa tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường tại phường Lý Thường Kiệt, xã Nhơn Lý và xã Nhơn Châu. Khán giả Trần Ngọc Vân có số điện thoại là 0914, 3 số cuối là 982 cho biết đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Những ngày gần đây, đi ngang qua ngã tư đường Chu Văn An, Nguyễn Trân, phường Lý Thường Kiệt, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi thấy bức tường cũ đã được thay áo mới. Lấy màu xanh làm màu chủ đạo, không chỉ là hình ảnh hoa lá, mà hai bức tranh này còn truyền tải thông điệp hãy bảo vệ môi trường và chung tay bảo vệ cây xanh. Không riêng người đi đường, những bức bích họa này cũng khiến người dân trong khu phố thú vị. Những bức tường vốn cũ kỹ, rêu phong và hay bị dán rau vặt nham nhở, bỗng chốc được thay ra đổi thịt, mang lại cảm giác hoàn toàn mới và bất ngờ. Từ khi có hai bức tranh này, người dân khu phố ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Con ngõ luôn được quét dọn sạch sẽ và thoáng mát. Nhằm tạo ra sự hứng khởi cho các bạn đoàn viên, dựa trên sự định hướng của thành đoàn, các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo. Các công đoạn chọn địa điểm, lên ý tưởng, bố cục, pha màu đều được chuẩn bị kỹ càng, chi tiết để đạt hiệu quả cao nhất. Quy Nhơn đang trên đà phát triển và là nơi được nhiều du khách lựa chọn để du lịch, nên mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi gắm tới mọi người. Chứng kiến các bạn trẻ thực hiện hai bức họa, nhiều du khách đã không tiếc lời ngợi khen. Những hình ảnh vui mắt, thân thiện và ý nghĩa đó rất phù hợp để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ngay từ khi học tiểu học. Khán giả Trần Ngọc Vân chia sẻ là rất mong thời gian tới, các bạn trẻ Quy Nhơn tiếp tục nhân rộng những con đường bích họa tại nhiều nơi khác nhằm góp phần xây dựng thành phố khang trang, sạch đẹp và truyền tải thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống cho mỗi người dân và du khách khi đến với thành phố biển hiền hòa và thân thương này. Thưa quý vị, những ký ức về tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt đều chứa một góc về món đồ chơi dân gian thân thuộc như là lá buông, lá dừa hay là những con cào cào, châu chấu làm từ vật liệu này. Giữa dòng xoáy của sự phát triển, ít ngai ngờ, vẻ đẹp trong văn hóa dân gian hiện nay vẫn đang âm ỉ sống trong lòng Nha Trang. Đây là nội dung chia sẻ được khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 491 gửi tới chương trình trong đoạn clip sau đây. Giữa dòng xe cộ chạy tất bật trên con đường biển Trần Phú, hình ảnh một người phụ nữ cùng hai con nhỏ ngồi bên lề đường lặng lẽ, vừa làm vừa trưng bày những đồ chơi dân gian cho trẻ em, được làm bằng lá buông, lá dừa, từ những con cào cào, chuồn chuồn đến những cành hoa hồng, đã thu hút ánh mắt của nhiều người, gây tò mò, hiếu kỳ cho con trẻ, và nhất là đã gây xúc động cho người lớn tuổi khi trông thấy hình ảnh tái hiện, gợi nhớ lại một thời tuổi thơ dân gian tại các làng quê xưa vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Thú vị ở đây là giữa cuộc sống luôn bận rộn, hối hả trong thời đại ngày nay, và trước những món đồ chơi cho trẻ em ngày càng hiện đại nhập về từ nước ngoài với muôn hình muôn dạng, thì những đồ chơi của tuổi thơ có thể rất lạc lõng đối với giới trẻ, nhất là trẻ em ngày nay. Nhưng vô tình đã gợi nhớ lại kỷ niệm một thời của rất nhiều thế hệ người Việt, những kỷ niệm về làng quê yên bình tưởng đã đi vào quá khứ. Trong cuộc sống, nếu người ta quên đi sắc đẹp và hương vị của hoa thì cuộc sống thiếu vẻ đẹp tâm hồn. Đó là lời chia sẻ của chị Phan Thị Lan Anh, chi hội trưởng phụ nữ xóm Rạch, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, một chủ cơ sở sản xuất hoa lụa có tiếng ở cái nôi sản xuất hoa lụa lớn nhất cả nước. Theo chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950, thì ngoài việc làm kinh tế, với chị giữ và tồn tại nghề làm hoa cũng là một việc nuôi mãi vẻ đẹp tâm hồn.
Làng hoa xã Hồng Quang hiện có gần 500 hộ sản xuất và kinh doanh hoa vải lụa lớn nhỏ, trong đó phần lớn là các hộ có truyền thống lâu đời. Với gia đình chị Lan Anh ở xóm Rạch cũng đã hình thành mô hình làm hoa lụa hơn 10 năm. Sản phẩm của mỗi gia đình có mẫu mã riêng, không trùng lặp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của thị trường, cơ sở sản xuất của chị không ngừng làm mới, thay đổi mẫu mã. Những mẫu hoa mới như phong lan, lan hồ điệp, hoa ly được khách hàng ưa thích. Trong khi đó, một số mẫu hoa truyền thống của làng vẫn đảm bảo duy trì sản xuất như hồng, sen, mai, đào. Điều đặc biệt ở đây là dù công việc sản xuất rất bận bịu, nhưng chị Lan Anh vẫn tham gia công tác xã hội. Hiện chị là chi hội trưởng phụ nữ xóm Rạch và hoàn thành tốt trong mọi lĩnh vực, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Một điều khác với các cơ sở là tất cả những người tham gia làm với chị đều là phụ nữ, chủ yếu là những bà, những cụ hết tuổi lao động. Mỗi người một công việc phù hợp, cụ thể là những chị em trẻ thì làm công việc yêu cầu kỹ thuật như đột cánh hoa, ép vân hoa, còn lại là gắn hoa vào cành. Thế thì chúng tôi là những cái tuổi những già hết tuổi lao động lặng nhọc rồi. Thì cũng may mà cơ sở chị Lan Anh thì có đưa cái nghề làm hoa này về thì chị em chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Công việc bây giờ đã khác xưa nhiều. Một phần nhàn hơn vì nhờ có máy móc hỗ trợ, nhưng cạnh tranh cũng nhiều hơn, đòi hỏi phải liên tục học hỏi cách làm mới. Từ miếng vải ban đầu phải trải qua các công đoạn như đo vải, xếp vải, đục hoa, nhuộm màu, ép nóng rồi gia công lắp mới được hoa lụa thành phẩm. Hiện cơ sở đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho từ 10 đến 20 chị em trong thôn với thu nhập từ 3 triệu đồng một tháng một người. Một thu nhập cũng ổn định và là niềm vui đối với người dân nông thôn. Trừ tất cả chi phí, cơ sở của chị Lan Anh thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. So với các cơ sở sản xuất khác trong làng nghề thì thu nhập của cơ sở của chị chưa cao, nhưng chị rất bằng lòng vì bên cạnh đó chị đã giúp cho một số chị em có thu nhập, đồng thời vẫn gánh vác được công việc xã hội. Hiện sản phẩm hoa lụa của chị đã được các đơn đặt hàng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng đặt hàng. Bằng óc sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa, những người thợ làng nghề làm hoa lụa đã tạo nên những sản phẩm hoa lụa của cơ sở và góp phần làm đẹp cho đời, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và phát triển kinh tế địa phương. Người dân nơi đây đã yên ấm, làm giàu, nuôi giữ vẻ đẹp tâm hồn, trong đó có sự góp phần của cơ sở chị Lan Anh. Từ bao đời nay, chiếc giếng khơi gắn liền với đời sống thường nhật của người dân Việt như một phần không thể thiếu. Ngày xưa, nơi đặt giếng làng còn được xem là không gian cộng đồng, mang văn hóa đặc trưng của mỗi làng quê. Khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 và số cuối 199 cho biết, một trong những địa phương còn lưu giữ được nhiều giếng làng hiện nay ở Hà Tĩnh, đó là các địa phương như là Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Hiện những giếng làng trải qua thời gian tồn tại lâu đời, có chiếc thì nằm ở giữa đường đi, có chiếc lại thuộc phần đất của các hộ dân cư ở góc vườn hay mé ao. Khán giả Nhật Bảo cho biết, những giếng làng ở đây tuy không nằm cùng một vị trí, nhưng giếng nào nước cũng trong vắt, nước ngọt và chưa bao giờ cạn nước. Một số cụ cao niên còn cho rằng nước giếng ở những giếng cổ trong làng đặc biệt tới mức phụ nữ trong làng chỉ dùng nước này trong sinh hoạt, nhưng da rẻ lúc nào cũng hồng hào, trắng mịn. Người già trong làng cũng sống thọ hơn những làng bên nhờ cả đời uống nước giếng làng. Về cơ bản, các giếng có cấu tạo khá đồng nhất, hình vuông, được tạo bởi 4 phiến đá sa thạch hình chữ nhật màu xanh và... Mặc dù đã có nhiều đổi thay trong lịch sử cũng như cuộc sống hàng ngày, nhưng giếng nước làng không bao giờ cạn ở nhiều vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh vẫn là một phần không thể thiếu đối với bà con dân làng. Những giếng làng được người dân xem như một phần của ngôi làng không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn mang giá trị văn hóa dân gian sâu đậm, trường tồn theo thời gian, không chỉ với những cư dân mà còn có giá trị nghiên cứu cho đến ngày nay. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Sau khi công trình 7 tầng, khung phép trên đỉnh Mã Pì Lèng phá vỡ cảnh quan kỳ vĩ ở Hà Giang gây bức xúc trong dư luận, thì những ngày vừa qua, thì riêng tại Khánh Hòa vẫn còn nhiều công trình tương tự như vết sẹo Mã Pì Lèng gây bức xúc cho người dân, đề nghị các ngành chức năng cần vào cuộc xử lý trả lại cảnh quan vốn có của thành phố du lịch biển nổi tiếng.
gần 7 năm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tuyến đường liên xã thuộc thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đời sống người dân vì thế cũng bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên tuyến đường tỉnh lộ 664 từ thị trấn Iaka đi xã biên giới Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhiều đoạn người dân vô ý thức mang rác thải ra vứt dọc hai bên đường. Chính quyền xã cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không làm ảnh hưởng đến bộ mặt nông thôn và gây ô nhiễm môi trường. Sáng ngày 12 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cùng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu tổ chức thẩm tra quan trắc nước thải tự động online và cắm biển công bố công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng đối với Công ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gòn Bạc Liêu tại khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu. Việc cắm biển xả thải nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường sống đến mọi người, các bạn trẻ thành phố Quy Nhơn đã biến nhiều bảng tự sám cũ kỹ thành những bức họa sinh động, đầy màu sắc. Những hình ảnh vui mắt, thân thiện có ý nghĩa không chỉ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ngay từ khi tiểu học, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên khắp thành phố Quy Nhơn. Những ngày vừa qua, người dân thành phố biển Nha Trang đều cảm thấy khá thú vị khi nhìn thấy những đồ chơi thời tuổi thơ dân gian tình cờ xuất hiện trên đường phố. Hình ảnh những đồ chơi dân gian cho trẻ em được làm bằng lá buông, lá dừa, từ những con cào cào chuồn chuồn đến những cành hoa hồng có thể rất là lóng đối với giới trẻ, nhất là trẻ em hiện nay, nhưng vô tình đã gợi nhớ một thời xa xưa, cũng như kỷ niệm về tuổi thơ rất đẹp của nhiều người Việt, những kỷ niệm về làng quê yên bình tưởng đã đi vào quá khứ. Trong cuộc sống, nếu người ta quên đi sắc đẹp và hương vị của hoa thì cuộc sống thiếu đi vẻ đẹp của tâm hồn. Đó là lời chia sẻ của chị Phan Thị Lan Anh, chi hội trưởng phụ nữ xóm Rạch, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, một chủ cơ sở sản xuất hoa lụa nổi tiếng ở cái nôi sản xuất hoa lụa lớn nhất cả nước. Ngoài việc làm kinh tế thì với chị, giữ và tồn tại nghề làm hoa cũng là việc nuôi mãi vẻ đẹp tâm hồn. Cho đến nay, những chiếc giếng làng ở Hà Tĩnh vẫn mang trong mình nhiều bí ẩn, huyền bí. Một số cụ cao niên còn cho rằng nước giếng ở trong giếng cổ làng đặc biệt tới mức phụ nữ trong làng chỉ dùng nước này trong sinh hoạt, nhưng da rẻ lúc nào cũng hồng hào trắng mịn. Người già trong làng cũng sống thọ hơn những người làng bên nhờ cả đời uống nước giếng làng. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.